xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 5/7/2018. Nghe tên đồng hồ của anh Hoàng Văn Sĩ và số điện thoại là 0977 97. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 5/7/2018. Thẻ theo yêu cầu của anh Hoàng Văn Sĩ có số điện thoại là 0977 931 322. Có địa chỉ ở thị trấn Bắc Giang. Xin lỗi, ở thị trấn Bắc Quang, thành phố Hà Giang. Và anh có yêu cầu tôi và mua của tôi một bộ dàn âm thanh để hát karaoke trong gia đình. Thì bây giờ tôi làm nhiệm vụ test để gửi cho anh, và đồng thời khi anh sử dụng anh cũng
căn cứ theo clip này để sử dụng cho bộ dàn âm thanh cho nó đúng. Bộ dàn âm thanh của anh thì gồm có một đôi loa CAF. Đây là đôi loa CAF được sản xuất tại Trung Quốc. Và thường nói đây là hàng nội địa của Trung Quốc. Nó giống như đôi loa Đan Mạch PDCG K850 ở dưới này. Đấy. Thì các bạn quan sát hai đôi loa rất giống nhau. Nhưng tôi đang test cho anh đôi CAF KB10 ở trên. Đi kèm với đôi loa này thì của anh có yêu cầu đặt mua một bộ micro Shure 8809. Và đây là chiếc micro Shure 8809. Và tôi có test qua một cục đẩy DA65 24 xòa và một chiếc vang cơ chống hú B3 của Trung Quốc. Đây là ba. Đây là chiếc vang cơ chống hú của Trung Quốc ZC680. Và trộn vào đó là một chiếc máy lên tiếng cũng là model B3 cũng của Trung Quốc luôn. Đây là tổng thể toàn bộ cái bộ này tôi sẽ test cho anh. Và bây giờ đầu tiên tôi sẽ test chức năng hát karaoke để cho anh lắm được. Oh,
Như vậy là tôi đã test thử xong cho anh Hoàng Văn Sĩ ở thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, bộ karaoke gia đình. Và tôi hứa với anh là sẽ gửi cho anh trong thời gian sớm nhất trong ngày hôm nay. Và chúc gia đình anh cùng các bạn đang theo dõi kênh của tôi cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an bình và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn các bạn đã đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.